Để góp phần phòng chống thiên tai trên biển, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vừa tập trung phòng chống dịch bệnh, vừa xây dựng nhiều giải pháp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Qua đó góp phần giảm thiểu những thiệt hại cho bà con ngư dân khi tham gia đánh bắt hoạt động trên biển. Ngay từ đầu năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, đồng thời đảm bảo quân số thường trực tại các đơn vị và các đài canh phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, góp phần giảm nhẹ thiên tai và kịp thời tham gia ứng cứu khi có lệnh. Để quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đến toàn thể cán bộ chiến sĩ đơn vị, đặc biệt là các cái tàu, các cái xuồng, đảm bảo thực hiện tốt cái phương châm 4 tại chỗ, đồng thời tổ chức lực lượng ứng trực, ứng cứu và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Trong hai cơn bão số 5 và số 6 vừa qua, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã thực hiện chế độ bắn pháo hiệu để kêu gọi, ngăn cấm tàu thuyền ra khơi, huy động hơn 400 lượt cán bộ chiến sĩ cùng hàng trăm đại công, giúp dân làm đường, sửa chữa và chăn chống nhà cửa, đưa hàng trăm tàu thuyền lên bờ tránh bão. Đối với hết các phương tiện vận tải và tàu du lịch trên sông Hằng, Bộ đội Biên phòng thành phố đã tăng cường kiểm tra kiểm soát, đề nghị thuyền trưởng có phương án neo đậu, không để xảy ra thiệt hại khi có mưa bão, nghiêm cấm tàu thuyền tiếp nhiên liệu neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang để đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống Covid, chúng tôi đã quán triệt và giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị chủ động triển khai lực lượng phương tiện. Theo đó thì chúng tôi chỉ đạo tổ chức tốt hệ thống thông tin liên lạc để cung cấp thông tin cho bà con ngư dân trên biển biết hướng đi của bão để phòng tránh. Mặt khác là tổ chức lực lượng sắp xếp các phương tiện neo đậu tại âu thuyền đảm bảo an toàn chống va đập. Đối với các phương tiện mà tiếp liệu thì phải đưa ra khỏi âu thuyền và neo đậu một vị trí phù hợp. Là cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn trên biển của thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố thường xuyên trao đổi phối hợp với Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng, nắm bắt và thông tin kịp thời cho người dân biết về tình hình diễn biến thời tiết trên biển để tránh trú an toàn cho người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc với người dân để nắm tình hình trên biển, nhất là khi có tin bão áp thấp nhiệt đới, đồng thời chỉ đạo các đồn trạm biên phòng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, hướng dẫn cho các phương tiện đang hoạt động trên biển tìm nơi trú đậu, tránh xảy ra tai nạn khi có gió bão.